Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 13 tháng 5 của chúng tôi. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo khu vực Bắc Bộ trong tuần này nắng nóng quay trở lại, nhiệt độ tăng từ 26 đến 34 độ. Tuy nhiên, chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa, chấm dứt nắng nóng. Cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ trong đêm nay ngày 13 tháng 5 tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm. Từ trưa và chiều nay trở đi đến hết ngày 14 tháng 5, khối không khí mát yếu đi Bắc Bộ, mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng, nền nhiệt ngày càng tăng lên đến mức 30 đến 32 độ và tăng lên mức 32 đến 34 độ vào ngày 14 tháng 5. Sang ngày 15 tháng 5 lại có thêm một sóng lạnh nhỏ tăng cường. Trong ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 sẽ có mưa dông trở lại, cục bộ sẽ có những điểm mưa lớn trên 100mm. Sau đó, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5, miền Bắc trở lại với thời tiết nắng ráo, trời oi bức về trưa và chiều, nhưng chưa có dấu hiệu xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Ở Trung Bộ tuần này ít khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Hết hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông về chiều và tối với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, nền nhiệt dưới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có những dấu hiệu xuất hiện mưa chuyển mùa nhưng chưa nhiều. Trong 1 đến 2 ngày đầu tuần từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ về chiều và tối, trời nắng. Từ khoảng ngày 15 tháng 5 trở đi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác. Giai đoạn cuối tuần sau, Tây Nguyên và Nam Bộ có gió mùa Tây Nam tác động, mưa dông xuất hiện nhiều nơi, báo hiệu mùa mưa sẽ dần bắt đầu. Và từ giữa tuần tới, từ ngày 15 tháng 5 trở đi, nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chấm dứt. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai 14 tháng 5. Thủ đô Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng mưa rào và dông, cục bộ mưa to, sau mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng mưa rào và dông, cục bộ mưa to, sau mưa rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.